Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, lấy vợ hiền hòa, xây nhà hợp mệnh là chân lý đã được đúc kết từ nhiều đời nay. Muốn gia đạo luôn được hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió thì phải đặc biệt quan tâm tới việc lựa chọn hướng nhà sao cho phù hợp với tuổi và mệnh. Xét theo góc độ ngũ hành thì thổ sinh kim mà nhà trên đất thuộc yếu tố thổ, vậy nên hướng nhà sẽ có tác động mạnh mẽ đến tài lộc, sức khỏe của gia chủ. Chọn được hướng nhà cát tường, người mệnh kim sẽ như hổ được chắp thêm đôi cánh, ngày càng hanh thông và vượng phát hơn. Ngược lại, sai lầm khi chọn hướng nhà có thể đẩy gia chủ vào cảnh lầm than, tán gia bại sản. Vậy đâu là hướng nhà tốt giúp người mệnh kim đổi đời ngoạn mục và đâu là hướng nhà xấu cần phải tuyệt đối tránh để không rước họa vào thân? Phú Quý Tài Lộc sẽ phân tích cụ thể trong video ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Phong thủy có câu nhất vị nhì hướng. Hướng nhà là một trong hai yếu tố quan trọng nhất cần lưu tâm khi xây dựng hoặc mua nhà mới. Hướng nhà sẽ có tác động trực tiếp tới cuộc sống của các thành viên trong gia đình nên lại càng được nhiều người coi trọng và đặc biệt quan tâm. Vậy người mệnh kim nên xây nhà hướng nào để phát tài lộc, sức khỏe dồi dào? Những hướng nhà tốt lành với người mệnh kim. Thứ nhất, nhà dưới tầng hầm và nhà sát mặt đất. Nghe có vẻ hơi xa lạ, nhưng người mệnh kim được khuyên nên lựa chọn một căn nhà nằm dưới tầng hầm hoặc sát mặt đất, chẳng hạn như tầng 1 của tòa nhà chung cư hoặc là nhà biệt thự đơn lập. Xét theo phong thủy ngũ hành thì thổ sinh kim, tức là đất sẽ sinh ra kim loại và kim loại nằm trong đất. Vì thế, những căn nhà này sẽ bổ trợ cho tài vận của bản mệnh. Thổ sinh kim và thổ cũng dưỡng kim, nhờ thế mà vận trình của gia chủ mệnh kim sẽ nhanh chóng thăng tiến đúng như mong muốn. Thêm nữa, căn nhà với yếu tố thổ vượng sẽ giúp cho người mệnh kim giảm bớt sự cứng rắn và mạnh mẽ đến cố chấp trong tính cách của mình. Có thể nét tính cách đó sẽ tốt nếu bản mệnh sống vào thời xưa, lăn lộn giữa chốn giang hồ. Còn với cuộc sống hiện đại nơi thành thị thì sự mềm dẻo, linh hoạt mới là bước đệm để bản mệnh đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Vạn sự khởi đầu nan, những sự vất vả trong ngày đầu lập nghiệp sớm sẽ qua đi. Người mệnh kim sẽ có được thành công trên chặng đường dài sắp tới nếu lựa chọn căn nhà phù hợp như vậy. Hướng nhà tốt thứ hai đối với người mệnh kim là chính Tây. Chắc hẳn quý vị sẽ bất ngờ khi lại một lần nữa lựa chọn khi xem hướng mua nhà cho người mệnh kim lại có phần ngược với quan niệm thông thường. Người Việt Nam hiếm khi chọn căn nhà hướng Tây bởi nó không thích hợp với điều kiện khí hậu nước ta, mùa hè nóng nực mà mùa đông dễ gió lạnh. Tuy nhiên, người mệnh kim lại rất hợp với căn nhà hướng chính Tây. Trong ngũ hành, chính Tây thuộc kim, cùng mệnh với gia chủ. Từ cùng một nguồn gốc sinh ra, căn nhà hướng chính Tây sẽ trực tiếp tăng vận khí cho gia chủ. Người mệnh kim muốn sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt, tình duyên như ý thì chắc chắn không thể bỏ qua việc lựa chọn hướng Tây này khi mua một căn nhà cho riêng mình. Hướng nhà tốt thứ ba, căn nhà hướng chính Đông. Hướng nhà chính Đông cũng là một lựa chọn tuyệt vời đối với người mệnh kim. Vì sao lại như vậy? Hãy thử tưởng tượng thế này. Trong cuộc đời bạn chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện mà bản thân chúng ta chẳng thể nào dự đoán trước được. Khi những chuyện bất ngờ xảy ra, nó có thể đem đến cho chúng ta nguy hiểm, nhưng cũng có thể đem đến cho chúng ta cơ hội tuyệt vời. Khi mua nhà, có lẽ mọi người thường sẽ chỉ nghĩ đến việc có an cư mới lạc nghiệp. Nhưng nếu xét về phong thủy nhà ở, thì một căn nhà hợp mệnh với gia chủ còn có nhiều ý nghĩa hơn thế. Nó có thể mang tới cho gia chủ nhiều thành công về mọi mặt trong cuộc sống. Căn nhà hướng chính Đông với người mệnh kim cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Bản mệnh nhờ sống trong căn nhà hợp mệnh với mình mà có thể đổi vận đại phú đại quý, cũng giành được nhiều thành công ngoài mong đợi. An cư lập nghiệp, Người mệnh kim muốn lập nghiệp thì nên cân nhắc lựa chọn một trong ba hướng nhà tốt này và tránh xa những sai lầm khi chọn mua nhà để không tự tay phá hủy vận may, công danh, tài lộc của cả gia đình mình. Dưới đây là hai hướng nhà xấu mà người mệnh kim nên tránh xa. Các bạn hãy đặc biệt lưu ý. Hướng nhà xấu dành cho người mệnh kim. Thứ nhất, hướng chính nam không hợp với người mệnh kim. Ông bà ta có câu nhà hướng nam không làm cũng ăn. Đối với người phương Đông thì căn nhà hướng nam là điều rất tốt đẹp. Tuy nhiên, khi xét về phong thủy nhà ở cho người mệnh kim thì đây lại là một lựa chọn không đúng đắn, không phù hợp. Người mệnh kim nếu sống trong căn nhà hướng này thì dương khí quá vượng sẽ ảnh hưởng đến vận trình của mệnh chủ, thậm chí có thể trực tiếp hủy hoại những điều tốt đẹp mà gia chủ đang có được. Những việc vốn đang tiến triển tốt đẹp bỗng nửa đường đứt gánh. Bản mệnh thuộc hành kim có thể sẽ không ngờ được hậu quả của việc nhà hướng không hợp với gia chủ sẽ gây ra những tác hại như thế nào đâu. Vậy nên người mệnh kim chỉ cần ghi nhớ không xây nhà hướng nam là được rồi. Hướng chính nam không phù hợp với người mệnh kim. Vậy còn hướng chính bắc, tức là hướng đối diện, thì liệu có đem lại vận may cho người mệnh này hay không? Câu trả lời là không. Hướng nhà xấu thứ hai, hướng chính bắc. Nếu bạn có ý định mua nhà và được giới thiệu cho căn nhà hướng chính bắc thì tốt nhất nên từ chối, bởi hướng nhà xấu với người mệnh kim này có thể khiến cho bạn phải hối hận sau này. Còn trong trường hợp bất khả kháng thì bản mệnh bắt buộc phải tiến hành hóa giải bằng bài trí phong thủy trong nhà sao cho hợp lý. Nhà hướng chính bắc không hợp với người mệnh kim khiến cho tiền tài, gia sản trong nhà dễ bị tiêu tán, sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đó có lẽ là điều mà chẳng ai mong muốn khi mua một căn nhà mới cho mình. Bạn thân mến, lựa chọn hướng nhà hợp tuổi là một trong những yếu tố giúp cho phong thủy ngôi nhà phát huy tác dụng tích cực tới gia chủ. Vì vậy, khi xây nhà, chúng ta cần cân nhắc thật cẩn thận để lựa chọn hướng nhà hợp tuổi. Tuy nhiên, với những trường hợp nhà chỉ có một mặt tiền duy nhất hoặc mua nhà mà hướng nhà không hợp tuổi thì gia chủ cần nắm được những cách hóa giải. Có rất nhiều cách để khắc phục xử lý hướng nhà không hợp tuổi. Trong đó, biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất chính là khắc phục hướng nhà xấu bằng cách xây dựng cửa phụ hay cửa sau để đi lại thường xuyên. Nói một cách dễ hiểu hơn, để hóa giải cửa chính không hợp tuổi, gia chủ có thể chọn giải pháp xây dựng một cánh cửa khác có hướng hợp với tuổi của mình và sử dụng các cửa đó thường xuyên hơn. Việc này cũng có nghĩa như là nhà bạn có hai mặt tiền, nhưng bạn chỉ sử dụng mặt tiền hợp tuổi bạn. Trên thực tế, có nhiều ngôi nhà dù mặt tiền rất đẹp, hướng ra phố, nhưng gia đình lại thường xuyên ra vào bằng cửa bên nhà hoặc cửa sau nhà. Cửa chính chỉ để mở vào dịp đặc biệt và chỉ mang tính chất tượng trưng. Chúng ta cũng đã không còn xa lạ với điều này khi xem các bộ phim về giới thượng lưu. Nhiều gia đình giàu có bao giờ cũng xây hai cánh cửa, một cánh cửa chính và một cửa phụ phía sau của căn nhà. Bên cạnh đó, việc sử dụng một cửa phụ thường xuyên hơn so với việc sử dụng cửa chính cũng có thể giúp điều hướng nguồn năng lượng xấu, không cho tà khí xâm nhập vào căn nhà thông qua cửa chính. Đây được cho là giải pháp có tác dụng với hầu hết các trường hợp và cũng là cách làm vô cùng đơn giản nhưng đem lại hiệu quả rất thần kỳ. Quý vị thân mến, có lẽ việc sở hữu một căn nhà có thiết kế đẹp, sang trọng, tiện nghi vốn là mơ ước của rất nhiều người. Nhưng một căn nhà tốt không chỉ cần đáp ứng các tiêu chí về mặt thẩm mỹ, tính tiện dụng mà còn phải phù hợp với phong thủy để mang lại nhiều cát lợi, giúp gia chủ phát tài phát lộc. Từ thời xa xưa, người Việt Nam luôn quan niệm căn nhà chính là nền tảng của một gia đình, giúp gìn giữ và bảo vệ các thành viên trong gia đình, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Vậy nên khi xây nhà, cần hết sức tuân thủ các nguyên tắc cấm kỵ trong phong thủy về vị trí xây dựng, kiểu dáng cũng như màu sắc của căn nhà. Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo của video. Quý vị hãy đặc biệt lưu ý để không phạm phải các sai lầm nghiêm trọng trong quá trình xây nhà. Thứ nhất, những vị trí xây nhà cần tuyệt đối tránh. Bạn đừng bao giờ chọn mua một mảnh đất để xây nhà tại vị trí gần chùa, đền, nhà thờ, bãi tham ma, bệnh viện, vì những khu vực này rất đông người hoạt động nên rất ồn ào, vì không khí dễ bị ô nhiễm. Hơn nữa, xét theo phong thủy thì các khu vực này mang âm khí sẽ khiến âm thịnh dương suy, làm gia chủ phiền não sầu muộn, sức khỏe ốm yếu. Không chỉ vậy, các khu vực bị bao vây bởi những tòa nhà cao tầng, ít ánh sáng, có địa khí không tốt, luôn tối tăm mờ mịt, bạn cũng không nên mua. Để đảm bảo an toàn cho gia đình và bản thân thì bạn nên tránh xây nhà ở những nơi gần đường cao tốc và tháp điện cao thế, đường chính đâm thẳng vào nhà, hay xây nhà ở chân núi và đầu hẻm núi, vì những khu vực này rất nguy hiểm. Khi xây dựng nhà ở mới, dáng nhà cũng là một vấn đề cần phải lưu tâm. Một dáng nhà đẹp cải hóa được thế đất xấu. Ngược lại, dù thế đất tốt nhưng dáng nhà phạm vào đại kỵ phong thủy thì vẫn mang đến những điều xui xẻo cho gia chủ. Thứ hai, những dáng nhà xấu đại kỵ trong phong thủy. Đầu tiên là ngôi nhà có nhiều góc nhọn, tương tự như hình dao, súng. Nhà có kết cấu như vậy dễ gặp tai họa, bất lợi cho người trong nhà. Nếu gặp phải trường hợp này, tốt nhất nên treo gương lồi hoặc gương lõm ở vị trí đối ứng để hóa giải. Gương lồi hoặc gương lõm có tác dụng khúc xạ. Thông qua khúc xạ của gương có thể phần nào hóa giải sát khí. Tiếp theo là nhà ở có hình tam giác, đa giác, hình dáng lạ, không cân đối, bị khuyết góc. Hình tam giác là ký hiệu phong thủy có sát khí rất nặng, sẽ làm cho người gặp phải nhiều chuyện thị phi, phá tài, mọi chuyện đều không thuận lợi. Căn nhà phía sau ngôi nhà thì nhỏ, còn phía trước thì lớn, hay trước rộng sau hẹp, có hình dạng lồi lõm, dẫn đến năng lượng của ngũ hành chỗ ít chỗ nhiều, không thể cân bằng. Thứ ba, nguyên tắc về màu sắc của căn nhà. Việc lựa chọn màu sắc cho căn nhà là khâu quan trọng để hoàn thiện và trang trí căn nhà, khiến ngôi nhà đẹp và sang trọng hơn. Lựa chọn màu sắc không chỉ cần phù hợp với sở thích mà còn hợp với thiết kế, nhất là phong thủy của căn nhà. Nếu nhà có thiết kế mái ngói nên chọn ngói màu đỏ, không nên chọn màu xanh, vì màu này mang nhiều âm khí, ảnh hưởng đến tổng thể phong thủy của cả căn nhà. Ngoài ra, màu của trần nhà nên thiết kế nhạt hơn màu của tường xung quanh, như vậy mới giúp cho gia chủ được khỏe mạnh, tránh gặp tai nạn hay bệnh tật đau ốm. Quý vị thân mến, hy vọng là với những thông tin mà Phú Quý Tài Lộc chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho người mệnh Kim nói riêng cũng như các cung mệnh khác nói chung trong việc lựa chọn hướng nhà, xây dựng nhà cửa sao cho thuận phong thủy để đón tài tụ lộc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!